Đây nha, mấy ông cháu đang đi trồng cái bưởi nha. Trồng cái bưởi. Đây nha. Cái này đi. Trồng cái bưởi cho này đi. Đây nha, có hai thằng cháu nữa này. Đứng lại đi giơ hết quần rồi. Trời ơi. Đây có một cây. Đứng yên trên đấy được rồi, đứng yên trên đấy thì ông đào đây này. Đấy, bây giờ mình sẽ cho đất cho phân vào nha. Vài năm nữa là 3 năm nữa là về là có 2 năm nữa về là có quả này nhỉ. Đấy, bây giờ mình sẽ vun đất vào nha.